Đố mày con này con gì? Chị hai nhìn ra con gì? Giống nó con khỉ lắm mà. Hỏi mày giống con gì, tao đố mày giống con gì. Trời rồi, đau bụng con. Cắn cắn cái bà sườn. Bụng bự quá. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hôm nay Tùng đến trễ rồi cả nhà. Cố gắng hết sức rồi đó mà giờ này mới tới. Ủa, cái đầu mối đâu giờ này bật luôn hả vậy? Ủa, tao lướt mình đâu? À, vậy hả? Vậy sát bên rồi, vậy sát bên rồi. Vậy mà con không muốn kịp thế à? Vừa không đi hai hay là chợ trễ rồi? Nha, không sao ha. Nha ha. Trời ơi, ngâm lâu một chút, cá dính nhiều một chút. Ngâm từ trưa tới từ sáng tới giờ. Dữ vậy hả? 12 giờ tới giờ. Dữ vậy. Dạ rồi. Lưu ý một hồi thì anh hai đã kéo lên hết cọng dây phao tới tay lưới rồi. Chị hai mình cũng vừa kéo lên cục đá neo. Anh em mình bắt đầu kéo lưới cả nhà ơi. Ủa cái lưới bắt đầu, trong tay vừa thổi, họ coi mở màn một rồi. Ủa bên này ở đây bắt cái gì ta? Ở đây bắt cá hookero à. Hookero. Ok. Dính cái gì trời? Ủi. Ủi bạn ơi. Ủi ha. Muốn khỏe bữa cũng không được chứ chị hai nữa. Bắt ủi hoài. Ủi gì cái mũi gì vậy luôn á. Tối ngủ chị hai nghe cá dội nó ụt không? Không. Ngoài này ụt dữ lắm luôn. Ngủ quên sao nghe bà nội. À quên ha. À chị hai tối mà còn thức á, lúc còn thức ra có nghe cá ụt không? Không. Tội gì cũng không nghe mà cũng nghe, thức với ngủ nữa. Lý sự nữa. Vậy mà không dính cá dội này chân ta? Hôm bữa nay không có bọc nhiều. Tưởng nào chưa giờ tưởng nó bọc. Giọt. Ừ? Giá giọt nước. Cái gì? Hồi giá giọt nước á. Anh hai nói á, chị muốn kiếm bọc rồi hồi á, đợi đi chút xíu ra giọt nước ngoan á. Chưa gỡ đá không chết rồi. Trời ơi, mở hàng một con cá sủ quá đã cả nhà ơi. Nó phình lên kìa. Rồi nãy giờ ca hết nửa bài linh hồn tượng đá rồi đó. Làm hết 6 câu vọng cổ rồi nó mới trồi lên á. Quay kéo lưới chứ ai ca ok, em ca hoài theo hoài luôn á. Ai ca thì ca theo à. Ai ca theo hoài luôn. Giống như chút vàng cá em nói vậy đó. Con này nhìn hình hài thì giống đực nhưng mà cái bụng thì cái à. Cái bụng phệ. Với lại không kêu. Giống cái đực cái là nó kêu rồi. Dạ. Yeah. Ủa? Giờ chưa có gì sao thấy ta? Đó thấy anh thấy trời ơi tao nói thò tay nó dở không lắm luôn tay ờ vậy tính thò tay dở để cho dùng để dưới cái giò mẹ để ngồi để dở đục nó dễ cái phần bị lòi ra là cái bao tử của nó nha cả nhà chứ không phải con bóng nó nằm trong kia không có lòi ra được. Đây là cái bao tử bị xì rồi nè, cái gan nó cũng dữ lắm. Đây gan
nhỏ còn ngốc ngớp, anh hai thấy con gái nhỏ bất tỉnh luôn kìa, nín thở luôn, nín thở luôn, nghỉ thở. Chứ phải con mới ghét là im im như cái niệm thấy nó đi. Tôm càng, tôm càng, tôm càng. Đâu, 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 đâu. À. Ủa bữa nay tôm càng lại dính giềng phao ta, ngộ vậy. Nó lội. Hả, dạ? Nó lội. Thì bởi vì em thấy nó lạ chứ, thường dính giềng kỳ đúng không? Bữa nay ca kẹo kéo ca hay không ta? Nào ca cũng hay. Tim gì tim con gì lên kìa. Chuẩn á. Tim gì kìa. Có tim chị hai ơi. Rồi. Rồi rồi. Nó. Con gì? Chưa còn. Tim em thấy sâu. Nó con cá nè. Cá lên tim nè. Một trò. Chàng án. Hèn chi lên tim quá chừng hả? Thấy tim nhỏ nhỏ này tụi em cũng nghi rồi, học trò nghi không dám nói, nói là học trò thiệt kỳ lắm. Thì lên con nào thì đây là cái học trò nha. Cái con gì, cái gì vừa quý nè. Gốc đó đẹp anh. Đẹp. Gốc đó đế điều. Chào mong. Dạ dạ dạ. Đâu. Cây nào cây nấy nhỏ 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 đều đều ha. Tranh thủ không. Đấy, cây trúc hay là cây tầm vong? Trúc. Thôi à, chưa biết à, cây niệm cái gì. Nè, nhỏ này tầm vong cái bự lắm chứ bộ. Cái gì vậy gì? Đang chơi hoài. Giờ em đốt cho hai tầm vong, trúc tre nữa cây nào bự. Tầm cây tre bự nhất. Rồi tới cái gì? Tới cái cây tre. Cây tre tới cái gì? Ai biết? Thì cái tao nhớ biết là cây tre bự nhất thôi. Đó đi đốn với ổng cây nào ổng lấy bằng cụm tay. Sủ kìa. Sủ tre bá biển luôn kìa. Thấy cái sủ tôi chết liền á. Đâu, con nào đâu. Thấy không? Thấy rồi chị Hai ơi. Rồi nãy giờ kéo chị Hai rửa ghét là cây quá chừng luôn anh ơi. Ra đây gần hết lưới cái ta lưới này à. Dính được con cá sủ nhỏ nữa nè. À, nước này nay mơi nghỉ luôn rồi. Ngồi xuống luôn rồi, nước nay giấc này chưa lên nữa. Chấp hai tay luôn á. Gì? Chấp hai tay luôn. Tay luôn. Chấp hai tay luôn mới quay đâu. Thì bộ về cộng thôi, chấm. Không phải, chấp hai tay phía sau luôn, dai. Đó. Mặn được mà không được nghỉ hết nha. Càng, tôm càng. Tôm càng. Tại lưới thứ hai này mình dính được một con tôm đầu tiên. Cái nhà nhìn rõ là con tôm nó còn hai càng cả nhà. Còn hai càng y thinh nghe các bạn. Y thinh à. Y thinh. Đặt mày gãy càng à. Con nào lên mày cũng kêu tôi gãy càng à. Vậy chứ 10 con hết 9 con gãy càng rồi. Thì con gãy càng nó mì ăn. Muốn ăn mì thì cho nó gãy càng. Đó, trả lên.
Cái gì vậy? Mày biết. Cái gì? Mè, cám, mà chó, chó. Mày dính cái cậy đây ta. Sao lại dính cái cậy? Dính cái cậy là có thể dính cá hú. Có bà xa chứ không hú xa nè. Ba xa. Vì là cá cày nó ở chung với ba sa. Chó nó giữ với ba sa. Không mà thường thường cá cày nó ở chung với hú ba sa hoài hả? Chó thì nó giữ với ba sa. Cái gì? Chó nó giữ ba sa. Mà sao nè? Nè dính chó chó trước dính cá ba sa sau. À. Thì chó nè. Nó giữ làm sao mà hai con bị bắt hết trơn? Hai con bị bắt hết trơn. Giữ hay quá. Kiệm đâu ta? Dạ. Kiệm. Kiếm kìm mà đi hả? Kìm kìa. Kìa. Ở dưới đó đó chứ đâu. Còn không có đó nữa là nó ở nhà. Thì nó trên bờ, nó trên bè. Kiếm mày nha. Có không? Hình như không có hả? Có, trong đó đó. Cái cán kéo hay gì đó hả trời? Kéo. Ờ kéo để dắt cái ấn à. Thấy gì đâu. À, cho mượn đi cho mau đi chị hai ơi. Ôi hên quá. Xuống nhắc bao tụi xuống để nó bay. Tìm mệt nhiều quá. Chị lấy ra sẵn luôn đi. Kêu đi kìa. Được không? Nè kem nè. Có đó. Không thấy tim gì trơn nè. Không thấy bong bóng nổi lên nè. Chạy 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 vô. Vô làm dữ lắm à. Chào. Anh Nghĩa lên ủi tiếp. Ủi tiếp Nghĩa. Ủa lộn. Anh Phúc chạy lên ủi tiếp anh Nghĩa hay gì á. Cái trời anh ủi cho anh á. Bị gì. Cái này đi xa quá ha. Đi xa. Con gì? Đi xa hai con lạc. Hai cái đi lẻ không ta? Cái con lạc con nữa nó. Nó nữa gì? Nó nữa nè. Dạ. Cá con lạc con nữa nè. Nè, cá này bây giờ dễ thấy hơn, dễ biết hơn nè. Cái gì? Bông lao con, đó có đuôi vàng đó. Thấy không? Dòm cá qua chày quá không thấy dòm rõ. Cái này con gì? Bông lao con. Bông lao hả? Bông lao nuôi á. Đúng rồi, cái đuôi nè, con này bự nè, mới đúng nè. Hiện cá kia người qua ngoài vậy đó. Qua hiện cá đó. Bông lao này nó không có bằng bông lao ở ngoài sông ha. Ừ. Nhìn nó thấy không không thấy thèm hơn bằng. Mà cái dốc nó xuân đột à. Nó không có cái bụng như con cá ba sa. Ủa lên ba sa kìa. Lo nhờ quay con này. Lên cục cá sơm sơm tụ cái.
con nào mới vô cũng là âm đùng dữ. Ngọt tháo nãy giờ nó mừng đó chị hai. Có một con cá ba sa nữa. Lẻ lẻ không vậy? Từ từ. Không có. Mà sa nhỏ nhỏ này ăn cũng chưa ngon. Tầm khoảng 1,5 kg đi lên ăn ngon nhất. Mà sa có hú vậy nè. Tầm 1,5 kg lên ngon. Trời ơi. Tự nhiên nó giật mình nó chạy đủ lộc cái cầm chứ nhau. Đủ lộc cái cách. Thiệt tình. Nó đang gỡ nhẹ nhẹ, bè thả vô nhẹ nhẹ, không chịu đâu. Quá ngồi quá ghé. Mổ đi quay với trái. Con mà xa nữa nè. Mà xa. Vô gốc tre bởi vì có bà xa. Đố mày con này con gì? Chị hai nhìn ra con gì? Giống nó con khỉ lắm mà. Thấy con gì không? Đâu, con khỉ đâu. Giống con gì không? Gì giống con gì? Đó, giống con gì ai biết. Đó, vậy mà nó đố. Đố xong rồi không biết. Hỏi mày giống con gì, tao đố mày giống con gì. Trời ơi, rồi đau bụng con. Cắn cắn cái bà sườn. Bụng bự quá. Đổi cái đi Tùng ơi. Thôi đổi đi mà. Thôi tiếp bạn. Ủa liên tục rồi ta. Vô đây chắc còn cá gốc quá. Cá gốc, cá lăng, cá cày. Còn cá gốc. Còn cá gốc lận. Chút dính gì đâu mà không biết thận vậy. Nó ăn cá gì kìa ba sa. Cũng còn ba sa ha. Tính ra ta lưới này dính cá cũng đều quá chứ. Chảy đều ra ha. Ta sa dính con ba sa. Lâu lâu dính con. Nè ba sa không đi bày. Không chùm.
Gì? Thùng nó bể. Có thùng nào bể? Thùng phao bể chìm. Gì má cái tiệm kẹp này. Túi lưới vẫn còn dính cá ha. Mặc dù không bự. Có là vui à. Được nè mày. Được luôn hả? Cái dễ hả mày? Kêu quá chừng kêu. Ui da. Cá đầm. Cá đầm. Ủa cái nữa đi. Nặng dữ lắm. Má chạy dữ ta. Má của bộ mình nữa đó. Má dầu. Má dầu. Lên chưa chị hai? Lên rồi. Lên cục đá luôn rồi, lên chưa? Rồi. Hết lưới. Anh em mình chạy về cả nhà. Không ai nhà sao ma. Không ai nhà sửa gì đó. Mình đi vô cái nín nè. Anh em mình về tới bè cả nhà. Giờ này mình bắt cá ra. Trong này thì mình được mấy con cá ba sa. Bữa nay gác cũng nhiều lắm á nhờ. Mới đầu thấy ít chơ gấp sau nhiều. Được em dịnh cho. Em dịnh cho mình. Một con ba sa. Cưng. Cưng. Cá đi bà Thăm. Hai. Anh sao? Đâu có cái góc dữ vậy? Không vậy cũng thành công rồi, cũng được rồi, nước này mà. Được con chừng ký hơn cái gửi à. Còn mấy kia nhỏ nhỏ, ba con nhỏ xíu không kia hai cái tay. Con ông Lao mời nó con chùa ăn. Giúp chú bè nuôi chút xíu bè. Đâu, hết rồi. Hết rồi không chị? Rồi. Vậy rồi, ở đây mình được 1, 2, 3, 4. 4 con cá ba sa hả? Với 2 con tôm trong này cả nhà ơi. Đây rồi, chị hai cầm này đi. Cầm đi, cầm đi. Cầm làm em buông cầm đi chị. Rồi. Cái góc này chết rồi.
Ủa cái cày lộn, cái này không có cái hút. Một con cái cày chết, cái cày nhỏ. Cái này đào trả hả? Ừ. Dưới đó. Nó hơi gồi xong. Ừ. Rồi. Ngoài này thì mình được con. Cái này anh hai nói con cá, cá bông lau này. Bông lau này nó không phải bông lau trước, bông lau này nó hơi trắng hơn. Nó cột đi. Nó nuôi. Một, hai, ba cái số nhỏ, một cái số bự và một con cá hộp trò. Vậy rồi. Đó, đây là tất cả số cá hôm nay anh em mình dính được cả nhà ơi. Xem video cả nhà có yêu mến anh em mình, mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì đã xong buổi thăm lưới rồi, Tùng xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và anh chị hai hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye. Tùng đang cầm gì kìa.